hai các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân năm 2024 <laughs> thì đúng ra mùng 10 á, thì Tân mới kể chuyện à, nhưng mà bị áp lực quá các bạn một phần là do ekip nó phản bội nó bắt mình kể chuyện ngày hôm nay cho nên là Tân lên Tân kể chuyện luôn à thứ hai nữa thì hôm nay cũng là ngày tốt đối với Tân à, cho nên là Tân kể câu chuyện đầu năm à, vào ngày hôm nay luôn và tân cũng có một chút xíu giải thích nhiều bạn hỏi là tại sao không có kể câu chuyện kết thúc rồi chúc tết như mọi năm là vì tân muốn giữ lại cái may mắn một cái mẹo tâm linh thôi à, tân muốn giữ được cái may mắn của tân ở năm ngoái qua năm nay bị năm nay là năm mà sư thái kinh tế một năm cũng rất là mệt mỏi mấy bạn đâm ra là mình có chiêu chút xíu để cho đầu năm á, mình vô mình kể câu chuyện luôn giống như là mình chưa có nghỉ chỉ là mình tạm nghỉ À, một thời gian dài lo công việc như là một cái chuyện nó bình thường chứ không phải là là mình nghĩ kết thúc năm ha các bạn ha thì cái câu chuyện mà hôm nay tân kể nó mở màn cho một cái chuỗi các bạn có thể hiểu được lịch sử của chánh phái và ma đạo chánh phái và ma đạo đều có lịch sử hình thành hết các bạn chứ không phải là họ tự nhiên mà họ xuất hiện à, từ thời xa xưa Hàng chục ngàn năm là đã có sự hình thành của chánh phái và ma đạo rồi. Còn những cái mà gọi là xà lơ phái nữa. Xà lơ phái thì mới thành lập trong thời gian à, gần đây. Ta gọi là buôn thần bán thánh đó. À, gọi là tầm bậy. Ta gọi là xà lơ phái. À, họ không có hiểu. Họ không có lịch sử gì hết. Khi bạn nghe bạn biết cách mình phòng tránh những người lừa gạt mình về tâm linh. Ha, các bạn ha. Thì nhiều bạn à, thắc mắc là. Giữa ma quỷ à, thần thánh thì cái nào là đáng sợ tại vì thần cũng hại người chứ không phải là không hại à, có những người ta không biết ta mạo phạm thì người ta bị hại còn nặng hơn ma quỷ nữa thì cái đáng sợ nhất lại là con người mình chứ không phải là những người đó tại vì họ có cách tu hành riêng của họ trừ những cái dông hồn hay những vị thần mà họ tò mò về thế giới của con người hay là những cái vong hồn họ mất đi họ oán hận thì họ muốn trở lại nhân gian để trả thù chứ còn thật sự ra nếu như những người bên ma đạo hay chánh đạo người ta cũng không thèm xí vô cuộc sống của loài người mình đâu ha thì cái câu chuyện này tân kể các bạn nghe từ một cái người à fan đã kể câu chuyện này thì cái nhà của bạn này á, là một cái căn nhà mà bạn không thể bán được bây giờ nó trở thành nhà từ đường và ở trong căn nhà từ đường có một con kim long kim long là một con rồng vàng à đôi khi nó không phải bằng vàng thật mà nó chỉ có màu vàng mạ mà vàng hoặc là bằng đồng mình nhìn xa xa mình cảm thấy nó giống như là một cục vàng nhưng mà nó không phải vàng thật à, vàng thật mà một cái con rồng nó rất là mắc nó không có rẻ nhưng mà người ta dùng kim long để người ta chứng yểm những cái dông mà được gọi là dông hận hận là gì là dông có thể là dông tử tù hoặc là dông mà đầu thai theo kiểu mà nghịch với lại thiên đạo có nghĩa là nó được thầy phù thủy đưa vô cơ thể con người mà đầu thai chứ không phải qua cái luân hồi của thiên đạo tạo ra thì nhà bạn này bán mới được cho nên là bạn mới kể cái câu chuyện của bạn cho Tân nghe thì Tân mượn Kim Long tại vì năm nay là năm rồng. Mà rồng vàng á nó tạo ra sự may mắn mặc dù chuyện kinh dị là nó ghê. À, nhưng mà Kim Long là mở đầu cho một năm rồng. Ai nghe câu chuyện đều may mắn hết tại rồng vàng nó mở lối mà. Ha, các bạn ha. Thì gia đình bạn này từ thời xa xưa đó à, nó có một cái câu chuyện. Bạn này thì còn trẻ lắm, à, không có cỡ tuổi mà 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 cỡ Tân đâu còn rất là nhỏ thì cái câu chuyện của bạn là như vậy một hôm gia đình của bạn cãi nhau và gia đình của bạn muốn bán cái nhà từ đường đó đi để mà chia cho thế hệ sau có cái vốn đặng mà làm ăn nhưng mà những người thế hệ trước người ta kêu là không được bán bị vì cái nhà từ đường nó bị ma ám mà cái dông đó nó chỉ bị chứng yểm bởi con kim long là do một cái người thầy pháp ngày xưa người ta tạo ra để người ta giúp cho gia đình, cái nhà nó vốn dĩ ngày xưa là của ông bà cố của bạn này để lại, rồi sau đó đến đời ông bà à, nội của bạn này sở hữu, thì mới xảy ra cái câu chuyện. thì câu chuyện là như vậy, đời trước của bạn này là có à, hai anh em, có nghĩa là ba bạn này là anh hai và một người bác là thứ ba thì thời điểm đó gia đình rất là giàu gia đình làm ăn giàu có tại vì do mấy đời truyền lại mà của cải ông bà để lại mà hai người con thì cũng giỏi ba bạn này cũng giỏi mà bác ba của bạn này cũng giỏi đâm ra là cả hai làm ăn rất là hưng thịnh nhưng mà mình nói đến bà mở ba một chút xíu à, cái câu chuyện của một gia tộc nó luôn ảnh hưởng bởi một người lạ bên ngoài giàu thì bà mở ba này năm đó là bạn này chưa có sanh ra cái chuyện đó là chuyện mà thời bà bạn này chưa có chào đời lúc đó là ba bạn này còn trẻ bác ba cũng còn rất là trẻ thì lúc đó là ba, ba bạn này là ăn chơi à, tại vì nhà có của thì ba bạn này là ăn chơi thì mình gọi là cậu hai đi ha à, cậu hai là dân chơi suốt ngày chỉ đi chơi đàn đúm chứ không có chịu làm ăn nhưng mà bác ba của bạn này thì là người là người rất là chịu làm ăn à, rất chịu làm ăn nhưng mà cái tánh khí đó là có thủ đoạn trong đó à bất cứ một người làm ăn nào cũng vậy bạn người ta đều có toan tính thủ đoạn hết chỉ là người ta có hại người hay không thôi hay là những cái thủ đoạn nó để giúp cho người ta gọi là hoàn thành được cái hoài bảo công việc của người ta thôi chứ người ta cũng không hại ai người ta toan tính chứ làm ăn là phải tính à thì lúc đó mới quen một bà mở ba thì bà mở ba này gọi giống như là một cái người gọi là con gái khuê phòng có nghĩa là một cái người mà đoan chính không phải là một gia đình giàu có cho nên mình không có sử dụng là tiểu thư đại cát mà gọi là con gái khuê phòng đoan chính là một người gia đình không giàu nhưng mà là một người tử tế đàng hoàng thì à, bà mở ba mới qua tìm hiểu và quen biết với lại à, bác ba của bạn này được một năm thì gia đình rất là quý thương và hai bên đến với nhau nhưng mà lấy nhau được khoảng hai năm à thì không có con không có con đây thì hai người này là không phải là bị bệnh gì hết trơn á chỉ là họ đến với nhau thì họ muốn giữ được cái tuổi thanh xuân cái tình cảm vợ chồng à, thêm 2 năm cùng nhau làm việc, cùng nhau đi đây đi đó, du lịch. Cho nên là họ không muốn sinh con, chứ không phải bị bệnh. Nhưng mà qua 2 năm rồi, thì bắt đầu ông bà, ông bà nội bắt đầu cũng muốn có cháu. Người lớn tuổi mà, người ta muốn có cháu ẩm bồng. Thì người ta nhiều lần người ta bấp mé. Thì ông bác ba lúc này, ông mới toan tính. À, ông toan tính như thế nào? Thứ nhất là cậu hai là ba của bạn này đó là do ham chơi ông anh hai lại quá lo ham chơi chưa có một người yêu một người vợ nào hay là chưa có công ăn việc làm ổn định nhưng mà bác ba bạn này là người gây dựng cơ nghiệp cho gia đình à, nay đã có vợ được 2 năm thì bác ba mới lợi dụng cái ham muốn con cháu thì mới nói với lại ông bà là nếu như mà muốn có con cháu đó thì con phải gây dựng thêm ít nhất là nhiều năm nữa để cho cái kinh tế nó ổn định con mới sanh con Bị gì muốn đưa cháu qua nước ngoài để mà học này kia đó các bạn. Thì ông bà mới nói là thôi nếu như mà mày đẻ đó, con gái hay con trai gì cũng được. Ông bà chia cho 80% gia tài. À, tất cả đều liên quan đến sự nghiệp và tiền bạc thôi. Ông ba ông 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 ông, ông bác ba của bạn này nhưng cơ hội đó để xin xin gia tài về tay mình. Chứ ông anh hai là ba bạn này thì không ra gì hết. À, bạn này kể y sao tên kể y như vậy nha chứ không phải mình 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 đang phỉ bán người ta người ta muốn mình kể như vậy thì bác ba lúc đó mới lợi dụng người ta giống như là ổng gây dựng cơ nghiệp mà thì ổng xin 80% là luôn cả gia tài cổ phần này kia các cái là quá hợp lý đó thì à, hai ông bà đắn đo suy nghĩ làm như hứa vậy đó có nghĩa là chịu chịu chấp nhận giao gia tài ổng về mới nói với bà mở ba Để đi em ba má chịu rồi con trai con gái gì cũng được hết đẻ đi à mình đẻ là mình có được cái gia tài rồi thì lúc này hai người cực lực làm việc nhưng mà hai năm nữa trôi qua có nghĩa là bốn năm bốn năm vợ chồng cộng với một năm quen nữa là năm năm nhưng mà thôi mình tính từ cái đoạn cưới đi là bốn năm vợ chồng mà không có con thì ông bà nội lúc này lại hối lúc này lại hối nhưng mà hai vợ chồng này cũng đi khám khắp nơi nhưng mà rõ ràng là không có bệnh tại vì bạn biết một khi mà bạn đã có tâm địa rồi mà không gọi là không đàng hoàng đó, đối với của cải thừa hưởng từ ông bà để lại đó cái phúc nó không bao giờ cho mình có con à tại vì cái có con là phải thuận lòng là phải yêu thương đứa con nó còn này đứa con nó là cái vật để trao đổi gia tài À cho nên là không thể nào thuận lòng được Ông trời em có mắt Thì lúc đó ba bạn này lại quen mẹ bạn này À trời xui khiến sao mẹ bạn này lại khiến cho Ông anh hai là ba bạn này đó Hết quậy Quay trở về làm an đàng hoàng đó Dẫn mẹ bạn này về giới thiệu ông bà Thì lúc đó là ông à, Ông bắt ba ông sợ Tại vì thấy là quen nhau đàng hoàng dẫn về thì ông anh hai bắt đầu quay về làm ăn Mà bạn biết những người quậy đó thì trời cho sự thông minh Ông trời ông, ông ông, vậy đó Cái người mà nhiều khi quậy nhưng mà không phải là quậy phá phá gia chi tử Chứ là ham vui ham chơi Thì ông trời cho sự thông minh sáng tạo Đâm ra khi ông về ông vô ông làm á Thì cái công trạng của ông cao hơn bác ba luôn Tại ông đang muốn lấy vợ mà ông tự tạo ra của cả ông lấy vợ Thì cái cơ ngơi ông làm mạnh hơn ông hoành tráng hơn thì lúc này ông bắt ba ông bị bị hẹp ta dùng từ bị hẹp có nghĩa là bị 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 lép dế đó à, vừa không có con mà làm ăn thua ông anh hai thì anh hai đó, thì nhà mà đứa con có ngón ngắn bàn tay có ngón ngắn ngón dài con có người thương người không thương mặc dù ông bắt ba là ông tạo dựng xưa nay nhưng mà ba ba mẹ ông bà nội thương ba bạn này hơn à, thằng con quậy lại được thương hơn À, thì về làm đàng hoàng thì hai người này mới nôn nóng lấy gia tài thì lúc này mới đi coi quẻ mới đi coi quẻ để mà sử dụng mà thuật toán tâm linh đó, để mà có con để coi mình là dựng mạng sao thì đi gặp một người bên là thượng thanh phái thượng thanh phái cũng là một trong những bác đại quyền thuật của trung hoa họ là chánh phái thì có người là trừ ma diệt yêu à, có người là tu luyện tu tiên có người là gieo quẻ bối toán. Thì họ đi coi một cái người bên thượng thanh phái. Thì khi mà gieo quả bối. Thì cái người thầy bên đó mới nói một câu đó. Cả hai nhìn mặt rất là sáng láng. Nhưng mà phúc bận không có. Riêng anh á Lúc mà còn trẻ chưa lấy vợ đó. Thì hại không biết bao nhiêu người. Cho nên đường con cái của anh không bao giờ có được. Nhưng mà riêng mở ba là vợ của ông, ông, ông bác ba đó. Cô là một người rất thủ đoạn. Nhìn bề ngoài là đoan chính Nhưng bên trong tâm địa là như rắn độc Cô quen ai cô tính toán rất là kỹ Thì cái người cuối cùng mà cô thương ấy, Không biết cô còn nhớ hay không Để mà cô lấy được lòng của người chồng bây giờ Cô hại người ta vào án tử Là tại vì cổ trước đây cổ có yêu một anh nào đó Mà cái anh đó là người cùng quê Nhưng mà anh này là người khá giả cái vùng quê đó hai người yêu nhau được một thời gian đó thì cổ mới thấy anh này là người phụ thuộc vô gia đình chứ không phải là vua một cõi giống như ông bác ba của bạn này ông bác ba bạn này là người tạo ra của cải mặc dù cũng gia đình giúp đỡ nhưng mà có tài thi triển còn cái người bạn trai trước là một trăm là vợ gia đình có nghĩa là cái cô cái bà mở ba này là yêu ai cũng vậy đó. chọn cái người có của mà yêu chứ không có chọn những người mà 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 nghèo nó thẳng lại vậy nhưng mà khi thấy ông 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 bác ba đó của nhà bạn này á, thì coi như là bến đổ chân ái rồi mà không biết cách nào để mà cắt đứt quan hệ với lại người cũ thì mới tương kế tụ kế để cho cái người cũ nhập một cái lô hàng giống như bà nói là bây giờ anh cứ phụ thuộc gia đình hoài anh phải cố gắng anh làm ăn đi thì em biết không cái 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 cái, cái lô hàng đó, đó anh nhập về anh bán đi, thì đó là hàng lậu còn cái ông kia phụ thuộc gia đình thì không có biết gì hết nghe lời thì bác ba với lại cái bà mở ba tương kế tụ kế lúc đó là chưa có quen nhau chưa có về lấy nhau chỉ là quen nhau thôi là tư tình riêng thôi thì mới tương kế tụ kế để cho cái người tình đó mua cái 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 lô hàng đó và đi báo để người đó bị bắt thì cái giá trị tài sản nó lớn đâm ra là tử hình à đâm ra là tử hình trong quá trình người ta đang chịu án thì hai người này muốn chắc ăn đó đã sử dụng những cái vấn đề quan hệ sau đó để cho cái người tình đó chết trong tù mà thấy ác chứ chưa thì chính vì cái ác đó họ mới không có con thì hai người này ngồi trước mặt cái người thầy bên thượng thanh phái đó thì hai người này thừa nhận cái ác của mình mới nói rằng là cái chuyện đó là chuyện mà trong quá khứ bồng bột cũng đã trải qua 5 năm rồi 5 năm 6 năm hơn rồi cho nên là cái người kia cũng đã chết rồi thì thôi thì tụi tôi sẽ có trách nhiệm với gia đình bên đó hoặc là tôi sẽ cúng kiến xin lỗi nhưng bây giờ rất cần có một đứa con tại vì yêu nhau lấy nhau mà không có con thì cái cái người thầy đó họ coi quẻ họ biết họ nói hai người không có thương con hai người muốn có con là để tranh quyền đoạt vị tiếp là để tranh gia tài của cha mẹ nhưng mà trời cao đã định đó, là ông có một người anh hai là ba bạn này đó người anh hai đó mới là người thừa hưởng toàn bộ mà cái người đó không cần làm gì thủ đoạn Thì gia tài cũng tự động về tay Tại vì người đó tuy là quậy Nhưng mà là người sống có phúc có đức Chứ không phải là giống như hai người Thì khi thầy Pháp mà họ nói thẳng như vậy rồi Thì à, bắt ba với mở ba tức Tức là họ bỏ ra đi về Đi về họ mới qua ma đạo Có nghĩa là họ dò hỏi những thầy Pháp khác Mà chấp nhận làm phù thuộc cho họ có con thì họ mới qua ma đạo thì ma đạo cũng xuất phát từ một cái cách mà vận hành trong tâm linh của các đạo giáo khác tại vì thực sự ra họ cũng cùng những môn phái mà ra thôi chứ không phải là họ không có lịch sử thì cái người thầy bên ma đạo mới nói đó là di hồn thuật có nghĩa là mượn dông hồn để tạo ra thai nhi nhưng mà cái dông hồn này chỉ tồn tại và sinh ra lớn lên được 5 tuổi là phải chết nhưng mà cái chết rất là thê thảm à, chết trong cái sự mà chương sình có nghĩa là năm tuổi nó sẽ bệnh nó nằm trên giường nó vừa mất nó sẽ chương sình ngay vì gì nó đã chết một lần rồi mà sử dụng vong hồn để tạo ra cái chuyện đó thì nói rõ với lại mở ba dưỡng ba đó là nếu như trong khoảng thời gian mang thai đến lúc nó năm tuổi thì cũng hầm hầm sáu năm trong vòng sáu năm đó cố gắng làm sao để mà lấy gia tài đi Đại dụ ông bà ký giấy sau đó đi. Chứ để mà nó mất rồi là cũng không làm gì được đâu. À, có nghĩa là bên tà đạo người ta chấp nhận làm những cái chuyện tà đạo đó nhưng người ta cũng nói rất là rõ, ý trời không thể cãi. À, thầy Pháp, chánh đạo hay tà đạo họ đều nói thẳng ra cái phù thuật mà họ làm cho mình. Mà bên bên chánh phái thì người ta không giúp mình làm chuyện bậy, nhưng bên tà phái thì người ta giúp. Nhưng giúp người ta nói thẳng như mặt mình. Chứ không phải là người ta âm thầm làm chuyện ác Theo cái kiểu mà mờ mờ ám ám Là người ta nói thẳng như vậy Thì khi mà họ sinh tuổi của mở ba dựng ba Để mà họ tìm dông hợp đó, Mà tạo ra cái chuyện đó Thì không ngờ các bạn Trời xui đất khiến Cái dông mà họ thỉnh vô trong người bà mở ba Là dông người tình cũ Tại vì họ thấy cái sợi dây liên kết Hận thù nó có cho nên họ mới lấy cái dông đó Họ chịu, họ thư vô trong người bà mở ba Thì bà mới mang thai Bà, nhưng mà trời cao ta đã định rồi Bên chánh phái đã nói Mà bên tà phái ta cũng đã nói Chứ phải ta không nói Thì cố gắng trong vòng 6 năm Làm sao trước khi cái đứa bé nó mất Là phải có được gia tài Thì bạn biết khi sanh ra là đứa nó bệnh liên miên bị nó không theo luật luân hồi nó được thư ém vô mà nó là dông hồn tử tùng đó các bạn à, trong quá khứ nó là bồ mà mở ba đó mà cái người thầy pháp họ lựa trong cái danh sách mà cái cái dòng tâm linh đó, họ thấy cái hai người này có sợi dây liên kết nhưng ông này là người chết yểu chết oan mới bỏ vô người mở ba ngay cả cái người tà phái đó chắc có lẽ theo tân nha họ cũng không biết được đây là hai người đã từng yêu nhau trong quá khứ cho nên ổng mới lỡ làm chuyện đó thì khi sanh ra nó bệnh tật liên miên nó yếu liên miên thì hai vợ chồng cứ tìm cớ nói chuyện với ông bà nhưng lúc này nó rất là không may mắn là ông anh hai đó lấy vợ là có con liền thì là bạn này là sinh ra bạn này mà bạn này sinh ra là khỏe mạnh lý lắc dễ thương đâm ra hai ông bà quyết định tuy không ký giấy nhưng mà đã quyết định trong đầu để gia tài lại cho ba bạn này À, quyết định ký giấy rồi là như vậy thì đến cái năm mà cái người anh em họ của bạn này 5 tuổi đó cái ngày đó là lên cơn sốt coi giật thì ông bà nội mới vô coi mặt lần cuối là nó mất thì khi mà mất các bạn biết là tự nhiên cái đứa bé nó nó nhớ ra được nó nhớ ra được cái kiếp trước nó chết là do cái người mở ba này nó nhìn rất là hận nhưng mà đúng như những gì mà cái người tà phái người ta nói là khi mất cái xác nó chương sình ngay nó chương sình ngay lập tức thì từ đó cái dông đó nó trở thành ma trong nhà nó trở thành ma trong nhà nó đi nó quậy hết tất cả mà nó ám ông bà nội mà nó ám luôn mở ba dưỡng ba điên điên khùng khùng thì chính vì vậy mà ba của bạn này lúc đó là sợ bạn này còn nhỏ đó À, là bị ma nó nó, nó, nó ám tại bạn này cũng nhiều lần khóc trong đêm cho nên mới dọn qua nơi khác mà mua nhà dọn qua nơi khác mà mời ông bà nội qua nơi khác khi mời qua nơi khác thì nhà đó người ta đồn là nhà có ma thì mở ba dưỡng ba ở đó một thời gian cả hai à, nghỉ quẩn cũng tự sát trong cái nhà đó đâm ra cái nhà đúng ra là nhà từ đường á, thành trở thành căn nhà ma mà có ba dông hồn nhưng mà đúng ra ba dòng hồn mà rất là phức tạp. Tính ra là cha mẹ và con. Nhưng mà thật ra dòng hồn này không đầu thai đúng. Đâm ra nó là vừa nó vừa là con mà nó cũng là vừa là tình nhân trước của bà mở ba. Đâm ra cái nhà nó u ám, nó ghê gớm. Thì ba bạn này mới đi tìm hiểu để mà giúp cải thiện căn nhà đó. Thì khi mà tìm hiểu, tìm lại ông thầy bên Thượng Thanh Phái là bên Chánh Phái đó thì ông thầy ông coi quẻ ông mới nói là tôi coi quẻ này rồi hai người này trước sau cũng gặp nạn à, tại tới đây để mà 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 nhờ làm phù thuộc có con nhưng mà rốt cuộc anh là cái người được hưởng gia tài mặc dù tôi chưa thấy anh nhưng tôi coi cái năm sinh ngày sinh trong gia đình hết lúc đó tôi nhớ ra anh thì hai người đó mất rồi phải không ừ. thì ông mới nói là cái nhà đó là bây giờ không có chứng được chứng là chứng được anh ba mở ba của ông thôi là là trong gia đình thôi để đưa họ đi đầu thai riêng cái dông hồn đứa con nít đó, là không thể chứng à, nó không bao giờ nó chịu ra khỏi cái nhà đó tại vì nó là dông hồn rất là hận nó không đầu thai được bình thường như người ta thì tôi sẽ sử dụng kim long để mà để trên cái bàn thờ và lấy cái nhà đó thành nhà tự đường gia tộc không ai được ở lại về đêm mà cũng không thể bán lại cho người khác thì gia đình chịu thì ông làm Thì gia đình chịu lúc đó chịu Thì ông mới làm một con kim long Ông để lên trên cái mái nhà Tại vì con rồng đó bạn biết đó, Là cái vận mệnh long khí nó rất là mạnh Ma quỷ cỡ nào cũng không có làm gì được nó Nhưng mà long khí là mượn Thư vào trong kim long Để mà chứng yểm riêng cái căn nhà đó thôi Chứ không thể chứng yểm cả dùng Cả dùng là thầy phải cao tay ứng lắm Và câu chuyện nó phải lớn lắm chứ năm ra là chỉ chứng yểm trong căn nhà đó thôi nhà đó không thể bán à nhà nó không thể bán thì sau này khi bạn này lớn lên đó thì ông bà nội cũng không còn à thì cô dì chú bác dòng họ khắp nơi người ta cũng muốn bán cái căn nhà đó đi để chia lại cho con cháu trong họ gì đó để mà người ta có cái vốn ta làm ăn thì gia đình không thể bán được Tại ông bà ngày xưa để lại cái 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 gì chúc này là không thể bán được tại trong nhà nó có dông à, cái dông nó tạo ra bởi cái câu chuyện trong gia đình của bạn này à, thì tân đem con kim long đó để mà tân nói cho các bạn nghe câu chuyện của ngày hôm nay các bạn thấy lòng người hiểm ác vô cùng tất cả cũng chỉ vì đồng tiền khi mà hai con người à, mở ba và ông bác ba đến với nhau đó Cả hai người này chung một tâm tính là tà ác. Ta nói nồi nào ấp chung đó. À, đôi khi trong một cuộc tình mình thấy cái người yêu mình bỏ mình, mình nên xem xét kỹ. Có thể đau khổ lắm đó, nhưng mà đôi khi người đó đã ra đi rồi. À, đừng có níu kéo, tại không phải duyên. Phải duyên là tự động ở lại. Còn không duyên là người ta đi. Mà mình nếu kéo đôi khi là bị cái quả sát thương giống như là cái anh trong câu chuyện. Mặc dù Tân không nghe bạn này kể sâu về anh đó là ai là ai như thế nào. Nhưng mà bị vậy là quá thảm. Đã, bị hại thành tử tù rồi là quá thảm. Mà bị chết ở trong tù mà bị ông thầy cũng còn làm dông. Ông đem cái cái hồn đó ông phù vô cho đẻ ra lại nữa. Cho cái gì mà phức tạp quá nhiều nhưng mà thật ra trong cái chuyện mà ngày xưa về tâm linh nó đã có chứ phải là nó, nó không có cho nên tân mới kể câu chuyện này cho các bạn nghe thì nói chung ở hiền gặp lành à tạo phước gặp phước còn làm chuyện ác thì gặp chuyện không may nhưng trong cái câu chuyện này bạn sẽ thấy chánh phái tà phái nó đều có lịch sử chưa chắc chánh phái là người ta làm chuyện tốt hoàn toàn nhưng mà cũng không có nghĩa tà phái là người ta làm chuyện ác hoàn toàn ở cái ông thầy tà phái này đó, ông có giúp người ta làm chuyện không tốt, nhưng ông có cảnh báo trước. Tại vì họ đều có tôn chỉ riêng của họ các bạn. Ha, còn lần sau tân sẽ kể cho các bạn nghe có xà lơ phái trong đó nữa để mình phân biệt ha các bạn ha. thì những người đó họ không có lịch sử gì hết. thì câu chuyện kể nhanh ngày hôm nay để mở màn cho một năm 2024 và tân chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe và luôn vui vẻ và để dành được nhiều tiền nhất trong thời kỳ suy thái ha, các bạn ha. Các bạn thấy sao vào câu chuyện ngày hôm nay cho tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ bye bye, hẹp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.